lo bị cháy sớm để rửa tầm lông trời bắt đầu thâm mụn đấy, đó có bị thâm mà rửa cho thâm đen đây. Để nhiều tôi phải nặng nắng hết mà để dành. Ngày con tới ông nhóc này đi học yêu kia ông đi về trễ biết. Chủ nhật nữa, tranh thủ chủ nhật năm mà có gì rảnh cái giờ mới chạy qua. Con tuần học 12 tệ, chứ mẹ không học 12 mới ra. Mà ông này ông học thứ 9 rưỡi ông mới về. Chủ nhật á, bữa mua học trễ, học sớm dù. Có một ngày chủ nhật cũng đủ sớm mà ông. Thì đó, cho nên không có, nó tuần 7, không có. Con tuần học 12 chứ học lớp mấy. Buổi sáng rồi mình tranh thủ dùng mình học thêm 9 giờ thì tóm dù qua mình nặng muộn đấy, chứ không có gì rảnh. Rớt thì nhiều ra thì nạn nhiều thôi, còn ít ít là đi thì đỡ bớt. Để ít ít là mình nạn nhẹ hơn, phải đỡ đau bớt. Nhà sớm là mua có bì ra đi, chứ mặt thâm đen hết mùn thâm đen hết cái mặt rồi. Cô nhà này có học mụn mua lắng lắng nè học đấy mẹ thì đứa sợ xấu chứ đứa không ân thì cũng đừng đùa mình với mình cái bác nàng muốn đứa ý thức của hắn chứ ân chứ sợ xấu do mạc rồi không lo tờ xí rang cỏ không lo đứa không lo đứa không lo đẹp đâu đâu mình cảm gì cho nó uống cho nó phì mất giàu rồi đó nhát nhát một cái đứa nhớ không uống còn đứa đừng lo đứa thừa sáu lẫn lo mà lĩ những rủ chứ hàng xóm vẫn rủ chứ không rủ là mệt luôn rủ không lồm chứ được hết lồm chứ được không ai lồm chứ được luôn. Mùa nữa nè, sớm là không có một cái lỗ chân lông luôn. Mẹ biết chứ, mà có thoáng đây là ổng mẹ thôi chứ. Mặc dù không lồn ra nhiều tiền được, không cần đẹp. Để chữ lo học nhiều quá, để sáng lấy tiền lồn ra nhiều tiền á, không cần đẹp. Thả học cái trò đùa luôn, lồn ra nhiều tiền. Đừng ông khó, con gái gì con gái hạt có nghề chứ đang lồm được con tre mà lồm ít tiền con gán bỏ hết con che nghề cũng bỏ không có ân không có sự nghiệp cũng bỏ nghề cũng gán bỏ hết con thương mấy thằng bỏ rồi con thấy người có tiền không ngại quan ân bỏ hết á có sự nghiệp kia ờ trừ là đứa đó ít em mà thương bình thường đó em không tiền trơn á tre chơi không có tiền thầu đó cái đường trên nhà nghèo tạo như ghế đi chơi thì nó lung lai liền có tiền ví dụ như bộ thằng nghèo mấy đứa bọn xám sữa cái gặp thằng già tới thế dặn đi mua này mua nọ không phải bao cũng bao qua liền 100% luôn bao liền luôn xài qua để đi rồi bọn cho đẹp để đó đó ô tô rồi tới đấu rước rồi đi liền tiền nó ăn liền ừ, em nhỏ đi lo tre lo mà lo kiếm tiền đây không có tiền nào đâu đó ví dụ lo hạt đi hạt mà hạt vũ cực vũ chứ còn hạt mà tầm tầm cũng không ra chi đâu thế tầm tầm là phải đi hạt nghe chứ đâu đó phải
xuất sắc. Rồi nghề cho thiệt nhiều quá rồi. Không xuất sắc nghề học thì phải xuất sắc nghề. Bởi cái mười thơ mà yêu lắm chơi Hương thấy à. Mười thơ lớp 10 bọc cũng chơi trên ghế nhà trường cũng rất yêu đương với trời á, lo kiếm tương lai sự trước có đã. Có tương lai sự nghiệp sang rồi bắt đầu có cái ngành cái nghề sang là hình đó yêu âm được. Mới có cái quả chứ mình đi mình mười thơ mà cứ lo vừa hạt vừa yêu quá thôi. Đừng cũng phần đó hay. Cái đó yêu là chiều thôi chứ tình yêu mà. Muốn mua được, mình muốn mua được, tình cổng mà muốn mua được. Dù hai đứa cùng thương mà cùng đâu có tập trung được cái công việc của mình. Đứa mượn hạt, không biết hạt, biết yêu mượn hạt, lại phấn báo thì được. Mấy đứa này chẳng dễ gì mua được. Hạt không được cứ xa chó ra hạt cứ nghề cũng đi lòng cũng ok ha. Ừ, đứa mình tình đâu có chồng thấu. Chủ yếu chồng lo rồi không ngon có lành chứ không chứ. Ngon lành. Con trưa anh sẽ lo nhỏ lo cửa cho hết phải nấu. Qua trên mạng các clip cô mình luôn thắc cười, thấy là câu nó chia tay thì nó gần 9 tháng là thấy thì nên câu nên có bầu gần đẻ y trung nên cái bèn thời gian chia tay luôn. Ủa nó ủa có bầu nó gần bèn thời gian mình chia tay rồi á, bèn thời gian chia tay luôn á. Câu biết câu rồi. Cái gì đâu, không phải câu hén. Không đáng điền, phải cộng hướng, cho hóa nữa làm chi. Bỏ ghế trời ha, bỏ phở nhiều nổi luôn. Đúng đâu, sợ lón thì ăn tìm hiểu đủ thứ chứ. Tìm nhiều thằng cũng lựa chọn. Một ngày đi với thằng đi, một đêm đi với thằng khác đó mà. Cái cầu anh đi làm nhà đó. Không biết bao nhiêu thằng, vẫn chia con đi. Đây là buổi sáng là có thèm khóc, trưa là có thèm khóc, mà tối là thèm khóc nữa. Quen làm mái thèm luôn đó chứ. Bên trước và bé này lấy tiệm máy học mình đào xoắn rồi đào bắp cải lúc mấy một người làm đào ít đúng rồi là chắc bệnh mùa tráng này không mùa tráng nắng đỡ đau hơn mùa đỏ mùa sau đau hơn cái anh bóp nhiều thôi thì nghe e thôi chứ nhà xa là hết đau thôi ngừng tay hết đau thôi chứ. Có lúc mà bóp thì cũng đau không bóp cũng hết rất là nhiều mình lâu lâu có học rồi học rồi lại
chảy nước mắt. Nguồn tùy có muỗng đỏ lẫn đau nhiều. Dù học nàng hầu chiều cũng không nổi. Ừ. Sao cái mặt bình thường có chị mua có thấy đi. Mụn đến mụn lầu cái gì có mụn ẩn chứ mụn lầu mụn ẩn thôi mụn ẩn cái gì mà ẩn cũng dễ nè mà cái có thèm bồ ngồi Huế vô á hẳn lòm an tháng lòm an mượn ông tây lòm chi đó cái thấy tàu mượn dùm chán 20 triệu mày cứu người chẳng lòm an lao dựa lao câu á chừng bỏ đi không trọ 20 triệu giờ họ đùa cái văn hòn trọ nốt mà mơ mơ phật mình không được đòn cái bò cái má bò à thì bởi thấy 3 tiền không lồm đã lồm ớn quá rồi đầu óc không tỉnh tố mà còn cái mì à, cái mì qua cái bọt bè nó không chú ý lồm mình chăm mà lồm cái mì mạch của mình cái mình cháy nắng nàng bình mình thay cũng vô bình có mà cứ dùng chăm lồm mà không có được tay qua nàng tiếp ngày mới 30 này ngày mọc qua tiếp ra cho nghỉ ngày đi cái móc qua ngày mọc qua nàng nàng chứ nàng vẫn hết chứ sân tà la cái mà chân đó lo mình làm đi đi đai qua đó cũng chưa được nàng thuốc thôi mà nắng đau quá.